phó. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, anh và em của chúng tôi là ông Phan Chi Hiệp, pháp danh Vạn Phẫu Thuận, cựu sĩ quan thiết giáp, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1951, tạ thế ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Bệnh viện Royal North Shore, Sydney, Australia, hưởng thọ 70 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn Trường An, Osia Funeral Services, 120 Fairfield Street, Fairfield East 2165. Chương trình tang lễ thứ sáu, 26 tháng 11, 1 giờ 30 sáng, lễ nhập liệm, tụng kinh cầu siêu và cúng cơm. Thứ bảy, 27 tháng 11, 11 giờ 30 sáng, lễ thành phục, tụng kinh cầu siêu và cúng cơm. 12 giờ 30 trưa đến 5 giờ chiều, thân hữu thăm viếng. Chủ nhật 28 tháng 11, 8 giờ sáng, tụng kinh và cúng cơm. 9 giờ sáng, di quan. 10 giờ sáng, tại Nghĩa trang Rockwood Crematorium, tụng kinh và điếu văn. 12 giờ trưa, hỏa táng. Tang gia đồng kính báo. Vợ Phan Đoàn Xuân. Trưởng nữ Phan Thụy Xuân An. Thứ nữ Phan Thụy An Bình cùng chồng Jeffrey Cooper và các con. Quý nam Phan Bá Toàn cùng các anh, chị, em ở Đức, New Zealand, Mỹ, Melbourne và Sydney. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tang gia miễn phúng điếu.